Ma trên Bầu Thóc mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối Houston, từ 8 giờ đến 10 giờ sáng New York, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng Cali, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng Paris, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều Sydney, từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con nguyên thông thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và chào tất cả các đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 Phật lịch năm 2564, đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích là Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 21, kinh Trạm Xe Ratavinita, phân đoạn 125 đến 128, sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, chúng ta xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc lễ kinh Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con thỉnh mời sư phụ Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng được nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích là Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 24, kinh Trạm Xe Ratavinita, phân đoạn 125 đến 128, sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy. Để mở đầu chương trình, con thỉnh mời Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư thiện văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua bài kinh mới, kinh Trạm Xe Ratavinita-sutta. Bài kinh này thật sự quan trọng vì đó là cái giai đoạn một vị tỳ kheo là tu tập để đưa đến giải thoát. Chính ở trong thanh tịnh đạo
Ngài Buddha Cú Sá cũng đã trình bày cho cái quyển Visuddhimagga phần đầu về giới. Ngài nói đó là giới tịnh sila visuddhi. Cái phần hai là cái phần định, tức là tâm tịnh citta visuddhi, và phần thứ ba là phần tuệ. Thì nó gồm có năm cái giai đoạn: kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Đó là bảy tịnh mà trong bài kinh Trầm Xe được tôn giả Punna Mataniputta trả lời câu hỏi của tôn giả Sariputta. Khi mà chúng ta học những cái bài kinh như thế này từ trong chánh tạng, thì khi mà chúng ta đọc ở trong chú giải hoặc là ở trong những cái bộ sách được viết bởi các vị như là Ngài Buddha Khô Sát, lúc đó chúng ta càng tăng trưởng niềm tin về cái giáo lý nhất quán của Phật giáo Nguyên Thủy, kinh điển Pali. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về dẫn dắt bài kinh ngày hôm nay. Bài kinh hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng, vị giảng sư của chương trình ngày thứ tư, thuyết giảng. Và trước nhất xin thỉnh xin hạnh sư Nguyên Thông quan hỷ đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng tọa Nhật Đẳng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài kinh hôm nay là bài số 24 kinh Trạm Xe Ratavini Tasuta, phần đoạn 125 đến 128. Tên kinh lấy từ thí dụ trong bài kinh như một hành trình từ thành phố này đến thành phố khác với nhiều trạm xe để dừng nghỉ dọc đường. Mỗi trạm dừng là một điểm để hướng đến, nhưng chỉ là giai đoạn rồi phải tiếp tục đi, chứ không thể là đích điểm sau cùng. Những trạm xe này được dùng làm thí dụ cho bảy bước thanh tịnh hóa của đạo lộ giải thoát. Bài kinh ghi lại giai thoại đối đáp giữa hai bậc thánh đệ tử Phật nổi tiếng thông tuệ là tôn giả Sariputta và tôn giả Punna Mataniputta. Trong cuộc đàm luận này, hai ngài đã nói về hành trình tu chứng với những gì mang tính cách giai đoạn và cái gì cứu cánh sau cùng. Số 125. Hai bậc long tượng trong hàng đệ tử Phật. Tôn giả Sariputta là một trong hai vị thượng thủ thinh văn đệ tử Phật được Thế Tôn xác nhận là vị đệ nhất về trí tuệ trong hàng đệ tử. Tôn giả Punna Mataniputta là người cháu gọi ngài là Anya Konda Nhá Kiều Trần Như bằng cậu. Tôn giả được ngài Konda Nhá khai tâm và truyền đại giới và được Thế Tôn xác nhận là vị đệ nhất về thuyết pháp trong hàng đệ tử. Trong lần gặp mặt này giữa hai bậc thánh đệ tử Phật, ngài Sariputta biết ngài Punna Mataniputta là ai, nhưng ngược lại, ngài Punna Mataniputta không biết ngài Sariputta vì chưa từng gặp mặt. Theo một số học giả thì nhân vật Phú Lô Na danh tiếng trong Hán Tạng chính là ngài Punna trong bài kinh này, chứ không phải là ngài Punna đến từ xứ Sunaparang Kinh Văn.
Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá tại Veluvana, Trúc Lâm, Kalanda Kanivapa lúc này. Một số đông tỳ kheo, người địa phương sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong, liền đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo đang ngồi một bên: Này các tỳ kheo, ai ở địa phương được các tỳ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thác như sao? Tự mình thiểu dục và giảng giải về thiểu dục cho các tỳ kheo, tự mình tri túc và giảng giải về tri túc cho các tỳ kheo, tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các tỳ kheo, tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các tỳ kheo, tự mình tinh tấn và giảng về tinh tấn cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu thiền định và giảng về thành tựu thiền định cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu trí tuệ và nói về thành tựu trí tuệ cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giải thoát và nói về thành tựu giải thoát cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và nói về thành tựu giải thoát tri kiến cho các tỳ kheo. Vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, Tung Giả Puna Manta Niputa là tỳ kheo địa phương được các tỳ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau: tự mình thiểu dục và nói về thiểu dục cho các tỳ kheo như trên, vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta ngồi cách Thế Tôn không xa. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: Hạnh phúc thay Tôn giả Puna Mantani Putta. Chân hạnh phúc thay Tôn giả Puna Mantani Putta. Tôn giả đã được các vị đồng phạm hạnh có trí tán thán từng điểm một trước mặt bậc đạo sư và được bậc đạo sư chấp nhận. Có thể chúng ta sẽ gặp Tôn giả Puna Mantani Putta tại một chỗ nào, trong một thời gian nào, có thể sẽ có một cuộc đàm luận với Tôn giả. Thế Tôn trú tại Rajagaha vương xá lâu cho đến khi vừa ý, rồi khởi hành đi Savatthi. Ngài tuần tự đi và đến Savatthi. Ở đây Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, vườn ông Anathapindika. Tôn giả Puna Mantaniputta được nghe Thế Tôn đã đến Savatthi, trú ở Savatthi tại Chetavana, vườn ông Anathapindika, rồi Tôn giả Puna Mantaniputta thâu dọn lại sàn tọa, cầm y bát, khởi hành đi từ Savatthi. Tôn giả tuần tự đi đến Savatthi Chetavana, vườn ông Anathapindika, đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả Puna Mantaniputta đang ngồi một bên, khích lệ làm chỗ quan hỷ. Tôn giả Puna Mantaniputta sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, quan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phế hữu hướng về Ngài từ tạ đi Antavanaka để nghỉ trưa. Rồi một vị tỳ kheo khác đến chỗ Tôn giả Sariputta ở. Sau khi đến thưa với Tôn giả Sariputta: Hiền giả Sariputta, hiền giả luôn luôn tán dương tỳ kheo Puna Mantaniputta, vị này được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài từ tạ đi đến Antavana để nghỉ trưa. Rồi Tôn giả Sariputta vội vã đem theo tọa cụ đi theo sưng Tôn giả, đi theo sau lưng Tôn giả Puna Mantaniputta, đầu hướng về trước mặt để theo dõi. Rồi Tôn giả Puna Mantaniputta đi sâu vào rừng Antavana và ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Tôn giả Sariputta sau khi đi sâu vào rừng Antavana ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. 126. Cuộc đối thoại bất phàm. Tôn giả Sariputta là người đưa ra câu hỏi và Tôn giả Puna Mantaniputta là người trả lời. Kinh văn. Rồi vào buổi chiều, Tôn giả Sariputta từ thiền định độc cư đứng dậy đến tại chỗ Tôn giả Puna Mantaniputta. Sau khi đến nói lên với Tôn giả Puna Mantaniputta
Buddha những lời chào đón, hỏi thăm, xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Buddha Mantaniputta: Hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn? Thật như vậy, thưa hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiện giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh? Không phải vậy, hiện giả. Hiện giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiện giả. Hiện giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh? Không phải vậy, hiện giả. Hiện giả, có phải sống thanh tịnh phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo tri kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, thi hỏi, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Hiền giả trả lời: Không phải vậy. Khi hỏi vân vân vân, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, khi hỏi có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? Hiền giả trả lời: Không phải vậy. Như vậy, hiền giả, với mục đích gì sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Hiền giả, với mục đích vô thủ trước bát niết bàn nên sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn. Hiền giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ trước niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, khi hỏi có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả trả lời: Không phải vậy. Khi hỏi có phải tâm thanh tịnh, có phải kiến thanh tịnh, có phải đoạn nghi thanh tịnh, có phải đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh, có phải đạo tri kiến thanh tịnh là có phải tri thanh tịnh, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả trả lời: Không phải vậy. Hiền giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thế nào? Hiện giả, nếu Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với thu vô đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiện giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh, vân vân. Hiện giả, nếu Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh, vân vân. Hiện giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đoạn nghi thanh tịnh, vân vân. Hiện giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh, vân vân. Hiện giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo tri kiến thanh tịnh, vân vân. Hiện giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiện giả, và nếu Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các pháp ấy là vô thủ trước bát niết bàn, thì kẻ phàm phu có thể bát niết bàn. Vì này, hiện giả, phàm phu là ngoài các pháp ấy. Những điểm cần nhớ: thất tịnh hay bảy bước thanh tịnh là một trình bày rộng tam học giới, định, tuệ. Bảy pháp này được quảng diễn với nhiều chi tiết tạo thành nội dung của bộ sách danh tiếng Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga của Ngài Buddha Gosa sau này. Số 1. Giới thanh tịnh là sự thanh tịnh đối với các học giới thọ trì. Đây là những nguyên tắc tạo thành luật nghi do Đức Phật chế định. Tứ thanh tịnh giới là một vị thọ đại giới được xem là cao nhất trong lĩnh vực này.
Số 2, tâm thanh tịnh, là sự thanh tịnh do xua tan năm thiện cái bằng tam mụ định. Năm thiện cái khiến tâm không thể nhập vào thiền định được là dục tham, sân độc, hôn thủy, trảo hối và nghi hoặc. Số 3, kiến thanh tịnh, sự thanh tịnh của cái nhìn đối với sự hiện hữu của chúng sanh chính là sự nhận rõ cái gọi là chúng sanh là tập hợp của nhạc của các uẩn như là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Số 4, đoạn nghi thanh tịnh, là sự thanh tịnh do không còn nghi hoặc đối với nhân và duyên tạo nên các pháp hữu vi. Nghi hoặc ở đây được nói trong phạm trù rộng lớn chứ không phải là thứ nghi hoặc do thói quen như trong năm triền cái. Số 5, đạo phi đạo trứng thanh tịnh, là sự thanh tịnh, là sự thanh tịnh do phân biệt và khẳng định rõ đường nào nên đi và đường nào không nên đi dựa trên kinh nghiệm thực chứng. Số 6, đạo tri kiến thanh tịnh, là sự thanh tịnh do nhận rõ từ công phu của hành trình tu chứng, cũng được dịch là hành lộ tri kiến tịnh. Số 7, tri kiến thanh tịnh, là sự thanh tịnh do thành tựu đạo quả. Đây là những dứt điểm đối với các phiền não kiết sử trong trường hợp tâm đạo. Cứu cánh là vô thủ trước Niết Bàn, là cảnh giới tối hậu nhưng không phải tạo nên do nhân duyên. Như thí dụ con đường dẫn đến hòn núi, nhưng không thể nói là con đường tạo nên hòn núi. Ý niệm này được Thiền Tông Trung Hoa Nhật Bản gọi là vô môn quan, là lối vào không có cửa, hay là con đường dẫn đến nhưng không tạo thành. Bát Niết Bàn, Paninibbana, là cảnh giới tối hậu không bị tạo cũng không tạo tác, không là năng hay là sở, không còn gì để nói thêm nữa. 127, một thí dụ để đời. Mỗi trạm xe chỉ là điểm đến nhất thời và sẽ phải rời bỏ để tiếp tục hành trình. Kinh văn, hiền giả, tôi sẽ cho hiền giả một ví dụ ở đây. Một số kẻ có trí nhờ ví dụ để hiểu nghĩa của lời nói. Hiền giả như vua Pasenadi, xứ Kosala, trong khi ở tại Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Sakita và 700 trạm xe được sắp đặt cho vua giữa Savatthi và Sakita. Hiền giả, rồi vua Pasenadi, xứ Kosala, từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ nhất đến được trạm xe thứ hai, từ bỏ trạm xe thứ nhất, leo lên trạm xe thứ hai, nhờ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ ba, từ bỏ trạm xe thứ hai đến được trạm xe đến được trạm xe thứ ba, và từ bỏ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ tư, từ bỏ trạm xe thứ ba đến được trạm xe thứ năm, từ bỏ trạm xe thứ tư leo lên trạm xe thứ năm, nhờ trạm xe thứ năm đưa đến trạm xe thứ sáu, từ bỏ trạm xe thứ năm leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu đến được trạm xe thứ bảy, từ bỏ trạm xe thứ sáu leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy đến được Sakita tại cửa nội thành. Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cẩn thận, các thân thích cùng các quyết thống hỏi như sau: Tâu đại vương, có phải với trạm xe này bệ hạ đi từ Savatthi đến Sakita tại cửa tổ thành? Hiền giả vua Pasenadi Nikosala phải trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn? Hiền giả vua Pasenadi Nikosala phải trả lời như thế này mới trả lời đúng. Vân vân. Ở đây, trong khi ta ở Savatthi có công việc khẩn cấp khởi lên ở Sakita và 7 trạm xe được sắp đặt cho ta giữa Savatthi và Sakita, ta từ nội thành ra khỏi Savatthi leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ nhất ta đến trạm xe thứ hai, từ bỏ trạm xe thứ nhất ta leo lên trạm xe thứ hai, và nhờ trạm xe thứ hai ta đến trạm xe thứ ba, từ bỏ trạm xe thứ hai ta đến được trạm xe và nhờ trạm xe thứ hai ta đến được trạm xe thứ ba, từ bỏ trạm xe thứ hai ta đến được trạm xe thứ tư, từ bỏ trạm xe thứ ba
Đến được trạm xe thứ 5 và từ bỏ trạm xe thứ 3. Đến được trạm xe thứ 6, từ bỏ trạm xe thứ 5, ta leo lên trạm xe thứ 6, nhờ trạm xe thứ 6. Đến được trạm xe thứ 7, từ bỏ trạm xe thứ 6, ta leo lên trạm xe thứ 7. Nhờ trạm xe thứ 7, ta đến được Sakita, tại cửa nội thành. Hiền giả vua Pasenadi nước Kosala trả lời như vậy mới trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy này hiền giả, giới thanh tịnh chỉ có mục đích là đạt cho được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích là đạt cho được kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh chỉ có mục đích là đạt cho được đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được là đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được là vô thủ trước niết bàn. Này hiền giả, sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Chí Tôn là với mục đích vô thủ trước bát niết bàn. Số 128. Anh hùng biết anh hùng. Tôn giả Sariputta tán thán Tôn giả Punnamantaniputta. Tôn giả Punnamantaniputta cũng nhận ra người trước mặt nêu lên những câu hỏi hoặc là bậc thượng thủ thinh văn. Cả hai cùng hoan hỷ kinh văn. Khi được nói như vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Punnamantaniputta, Tôn giả tên là gì? Và các bạn đồng phận hạnh hỏi biết Tôn giả như thế nào? Hiền giả, tên tôi là Puna và đồng phận hạnh biết tôi là Mantaniputta. Thật hiếu hữu thay hiền giả, thật kỳ diệu thay hiền giả, những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một. Với một đệ tử nghe nhiều, đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư, là vị đệ tử ấy là Tôn giả Punnamantaniputta, thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phẩm hạnh, thật chân hạnh phúc thay cho các vị đồng phẩm hạnh được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Punnamantaniputta. Nếu các vị đồng phẩm hạnh đội Tôn giả Punnamantaniputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, để được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho vị ấy. Thật là chân hạnh phúc cho các vị ấy, thật là hạnh phúc cho chúng tôi, được đặt chân hạnh phúc cho chúng tôi, được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Punnamantaniputta. Được nói như vậy, Tôn giả Punnamantaniputta mới nói với Tôn giả Sariputta, Tôn giả tên là gì và các vị đồng phẩm hạnh biết Tôn giả như thế nào? Hiền giả, tên tôi là Upatissa, Upatissa và các đồng phẩm hạnh biết tên tôi là Sariputta. Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là ngang hàng với bậc đạo sư mà không biết được biết là Tôn giả Sariputta. Nếu chúng tôi biết là Tôn giả Sariputta thì chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Thật hiếu hữu thay hiền giả, thật kỳ diệu thay hiền giả, những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư, và vị đệ tử ấy là Tôn giả Sariputta, thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phẩm hạnh, thật chân hạnh phúc thay cho các vị đồng phẩm hạnh được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Sariputta. Nếu các vị đồng phẩm hạnh đội Tôn giả Sariputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, được thân cận, thì thật hạnh phúc thay cho vị ấy, thật chân hạnh phúc cho vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Sariputta. Nghe vậy, hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau hoan hỷ. Dịch giả Hòa Thượng Thích Văn Châu phân đoạn dịch chú thích là tỳ kheo giác đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tính mời sư phụ thượng tọa Pháp Đăng đi giảng dạy bài kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tính mời sư phụ Pháp Đăng. Dạ con kính mời thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài kinh hôm nay.
Dạ, không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe không ạ? Con xin kính mời Thượng tọa Pháp Đăng. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì hôm nay bài kinh hôm nay á, thì ta học nói về bài kinh trầm xe. Và bài kinh trầm xe đó thì nếu chúng ta nhìn vào ở trong bảng vi diệu pháp đó, thì chúng ta thấy thiện tâm nó cũng có rất là nhiều loại. Tâm thiện dục giới hợp trí, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, tâm thiện siêu thế, gồm có tâm đạo, tâm quả. Thì chúng ta biết như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái pháp mà được Đức Phật Ngài nói đó, như là thức tịnh này, do hai cái vị tôn giả mà đàm luận lẫn nhau đó, thì chúng ta cũng cần hiểu rằng từ cái giới tịnh cho đến cái kiến tịnh, cho đến đạo phi đạo tri kiến, hay là đến tri kiến thanh tịnh, là cái mục đích cuối cùng của cái con đường mà thành tựu được đạo quả. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng hai cái vị này không biết mặt nhau. Thường thì chúng ta biết rằng cái vùng đất Ấn Độ thì cũng rộng lớn, và chúng ta thấy như là ngài Mahakasyapa đó, ngài cũng ở một cái vùng rất là xa, tìm thì khu cũng rất là khó, và một cái thời gian dài á, thì ngài mới cử, ngài mới cho ngài Sonat Pavisa Xá đi gặp Đức Phật. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy rằng tôn giả Bunna Mantali này là một vị trưởng lão mà ở với một cái hội chúng, và ngài chuyên thuyết về những cái pháp này, những cái sự tu tập từ thấp đến cao. Thì trong chúng tôi nhớ cũng trong Tăng Chi thì cũng nói đến những cái phần này, trong Tương Ưng thì cũng có nói đến đến những cái pháp mà được các cái vị trưởng lão thuyết giảng cho những vị tu tập mà ở trong cái hội chúng tỳ khưu ở xa Đức Phật, khi có đến các cái vị trưởng lão như thế này. Như vậy á, thì chúng ta biết rằng hai cái vị này gặp mặt nhau đó là một cái việc có một cái cơ hội để diện kiến lẫn nhau. Thì như vậy á, thì chúng ta thấy rằng hai cái vị này diện kiến lẫn nhau đó, thì ngày ná ngày vào trong rừng, và ngày sa rút tá ngày ngày đi theo. Và vì hai cái vị này chưa từng gặp mặt nhau, nên khi mà gặp mặt nhau đó thì thì chúng ta nhớ cái câu chuyện này thì được nói đến ở trong cái bài kinh này đó, để hai cái vị này có cái dịp mà thảo luận lẫn nhau để tìm hiểu cái sự tu tập. Như vậy thì quý vị biết rằng mà có ra cái bài kinh Trạm Xe này đó, thì cũng nói đến sự thành tựu từng tự thứ lớp cho đến sự thành tựu viên mãn. Như vậy, và cái sự thành tựu đó, đó không có chấp thủ, vì nếu mà chấp thủ đó thì chúng ta thấy rằng nó sẽ là chưa có liệu thông, chưa có từ thấp đến cao. Và chúng ta cũng thấy như là trong 10 cái giải thoát đó, từ cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát đó, cũng từng tự trình bày cái sự tu tập từ thấp đến cao. Và chúng ta nhìn vào trong bản niêu thì chúng ta thấy cái tâm tu tập đó, khởi đầu cái tâm tu tập đó, phải là tâm thiện hợp trí, làm việc tu tập cho giới, giới của mình đó. Có nghĩa là mình thọ trì những cái học giới, thì mình thọ trì mới đầu thì mình phải học hiểu những cái giới đó, rồi mình tránh tránh né những cái lỗi lầm,
cho đến khi mình thuần thục, là có nghĩa là tâm mình nó được thuần thục ở trong giới. Và giới này thì chúng ta hiểu rằng tứ thanh tịnh giới là ở trong đó có lục căn thanh tịnh, hay là nuôi mạng thanh tịnh, quán tưởng thanh tịnh, hay là giới thanh tịnh. À, thì ở trình bày cái phần này đó thì chúng ta thấy rằng từ cái sự mà tu tập mà những cái học giới của vị tỳ khưu hay là vị sa di, hay là một cận nữ hay cận sự nam, hay là tỳ khưu hay tỳ khưu ni, hay là những cái vị thức xoa, mà nếu mình kể những cái hội chúng mà ngay cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó, thì các vị đó đó mà khi mà bước vào trong đời sống để hòa đồng với nhau đó, phải có những cái học giới căn bản được ban hành. Và những cái vị đó giữ cho đến lúc nào tâm thuần thục, tâm thuần thục nghĩa là thuần thục trong cái đời sống, luôn luôn thu thúc về giới bằng lục căn, hay là giới bằng giới bổn, hay là giới bằng cái sự nuôi mạng, vị đó thuần tự thuần làm cho mình thuần thục, làm cho cái tâm mình thuần thục trong phán tưởng bốn món vật dụng. Như vậy thì chúng ta biết rằng với cái sự chỉ dạy của Đức Phật là mình từng tự tu tập để cho tâm mình nó thuần thục, mình không phải bị giới ràng buộc, mà mình làm cho cái tâm mình nó thuần thục, nó không có vi phạm những học giới. Đó là cái điều mà cái vị đó tu tập giới cộng với định. Vì chúng ta biết rằng giới tịnh đó là một cái mắt xích đầu tiên để cho có tâm tịnh. Tâm tịnh thì chúng ta biết rằng vị đó phải có cái sự tu tập ở trong cả cái đề mục thiền. Thường thì chúng ta biết rằng khi mà vào trong đạo Phật, vào trong cái đời sống phạm hạnh là một nếp sống quy củ trong thiền viện hay là tu viện, hay là đời sống trong cái vị tỳ khưu, rồi vị đó phải nỗ lực chọn cái đề mục tu tập, chọn đề mục tu tập. Thì chúng ta thấy rằng đề mục tu tập thì nói về thiền chỉ thì có đến 40 đề mục thiền chỉ. Và nói đến thiền quán thì có 4 đối tượng: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là những điều kiện. Mà thường thì quý vị biết rằng cái giới tịnh là cái tiên khởi đầu tiên, với cái tâm tịnh là cái giai đoạn thứ hai. Và các cái giai đoạn này đó thì chúng ta biết rằng làm cho tâm mình nó thuần thục hơn trong các cái học giới, trong các cái năng lực thiền định, trong cái năng lực thiền định, để cho tâm mình có thể đạt được cận định hay là sát na định. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái người mà tu tập trải qua đó, thì chúng ta cũng thấy những cái sự trải qua đó, mình thấy bản niêu từ vẽ từ trên xuống dưới đó, thì chúng ta thấy có những tâm thiền. Tâm thiền chúng ta thấy có những cái tâm thông. Tâm thông và cuối cùng hết thì chúng ta thấy 40 tâm siêu thế. Có thiền, có đạo, có tâm đạo, tâm quả. Thiền có đạo và tương ứng với cái đạo có thiền đó, và cái tâm quả tương ứng. Như vậy thì chúng ta biết rằng nếu mà một người mà chỉ với mục đích giới thanh tịnh đó, thì họ đứng ở đó. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Ngài dạy là giống như những cái nấc thang. Mình bước lên nấc thang này để rồi bước lên nấc thang thứ hai, thứ ba. Cũng như vậy chúng ta thấy thiền đó, nó có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc. Hay là thiền không vô biên xứ cũng từng tự lên thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, thì nó là một cái giai đoạn. Và cái giai đoạn đó, đó để thành tựu được A-la-hán toàn giác, hay A-la-hán độc giác, A-la-hán tinh văn, thượng thủ như là tuệ phân tích, hay là lục thông, hay là tam minh, hay là nhất minh, tùy theo cái khả năng của vị đó, để vị đó thực hành cái lời dạy của Đức Phật để đạt được cái mục đích mà của mình. Thành ra nhiều khi quý vị thấy, tuy rằng chúng ta nói như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng đối với Ngài Sariputta hay là Ngài Mantali đó, là hai cái vị trưởng lão này cũng là người tối thắng. Mà là những vị tối thắng đó, hay là những vị cao đồ của Đức Phật, 80 vị cao đồ đó, thì sẽ có những vị này, sẽ có những vị trưởng lão này. Và những vị trưởng lão này đó thì chúng ta biết rằng nếu mà mình nói chút xíu đó,
mà cái người Phật tử chúng ta tu tập đó, chúng ta cũng cần phải có sự suy nghĩ. Suy nghĩ có nghĩa là những cái gì mà chúng ta có tu tập đó, nó không phải là cái sự uổng, cái sự phí. Cũng có nhiều người đó thì họ thấy chư tăng giảng dạy như vậy đó, thì họ cũng cũng phê bình, họ nói sao không chịu lo hành thiền tu tập như vậy, ngồi giảng như vậy hoài. Họ nói như vậy vì họ cũng chưa có nắm bắt được quý vị. Bởi vì quý vị thấy chúng tôi nói đó, một cái người mà họ chỉ chuyên tu thiền quán thôi á, thì họ đắc A-la-hán nhất minh thôi. Nếu mà vị đó muốn đắc A-la-hán tam minh đó, thì vị đó phải hành trì nhiều hơn cái ngoài cái thiền quán, vị mới đắc được thiên nhãn minh hoặc là tha thông minh hoặc là lậu tận minh. Vị A-la-hán nhất minh nó thì chỉ có lậu tận minh thôi. Và những cái vị mà muốn đắc được lục thông đó thì vị nó phải trải qua thiền chỉ, nhiều hơn nữa để trở thành A-la-hán với lục thông, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, túc mạng thông, thần thông hoặc là lậu tận thông. Nhưng mà nếu mà vị này muốn trải qua A-la-hán tuệ phân tích đó, thì vị này phải học hỏi và đem ra thuyết giảng, như mà để trở thành ngài Mantali, Bồ Tát Thích Xá hay là ngài Sariputta đó, là những vị phải trải qua như vậy để trở thành A-la-hán tuệ phân tích. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta đó, chúng ta cần phải hiểu biết, và chính cái sự hiểu biết đó đó chúng ta mới hỗ trợ lẫn nhau. Nên cái sự tu tập đó là tùy theo mỗi vị. Một vị nào mà muốn đạt được A-la-hán nhất minh đó, thì hãy đi lên con đường tu tập cái tề quán để đắc A-la-hán với cái lậu tận minh. Nhưng mà vị nào muốn đắc A-la-hán tam minh, A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích hay là A-la-hán chánh đẳng giác đó, thì tất nhiên là phải có một cái đạo lộ của vị đi, cũng giống như là thất tịnh này. Nhưng mà ở cái sự tu tập đó, của một cái vị mà chỉ trải qua cái giai đoạn mà để trở thành chứng đắc đó, thì cũng phải có cái giới tịnh, đó là cái căn bản giới bổn của vị tỳ kheo, rồi vị đó tu tập tề quán để đạt cái niết bàn, cái tri kiến cuối cùng. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta biết rằng khi một cái vị mà đắc đạo quả đó, mà trải qua từng tử thứ lớp, hiểu biết được cái thứ lớp để giảng dạy trình bày lại đó, thì phải là A-la-hán tuệ phân tích quý vị, chứ không có phải là thường được. Như vậy thì quý vị biết rằng khi mà chúng ta nghe những bài kinh này đó, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ và nhớ ơn những cái vị trưởng lão ở trong cái thời kỳ đó, các ngài đã dày công tu tập và trong ở trong cái sự luân hồi, và đã hoàn mãn cái sự tu tập đó để trở thành những cái vị A-la-hán, có những cái sự trình bày giải thích qua thức tịnh này, để chúng ta có cái cơ hội để chúng ta nghe những cái bài kinh này. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái vị đã là vị đệ nhất về trí tuệ, và ngài Mantali đó cũng là một cái vị đệ nhất ở trong cái thắng hạnh của mình, chứ không phải là không phải là người, vì là người tối thắng, có nghĩa là đặc biệt. Như vậy thì khi mà vị này hỏi về cái giới tịnh, cho đến tâm tịnh, cho đến kiến tịnh, cho đến đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh hay là tri kiến thanh tịnh đó, hỏi có phải là sống với lời dạy của Thế Tôn để đạt được cái điều đó không, thì các vị này đều trả lời không phải, vì vô thủ trước niết bàn. Thì cái sự hỏi và sự đáp đó, cũng có nói lên là tình tự như tiếng. Còn nếu mà nói là vô thủ trước niết bàn á, mà không có gì hết, thì những cái người họ không cần học hành gì, họ cũng có thể đạt được cái điều đó. Điều này nó không đúng, mà không đúng với cái sự hành trì trải qua, để làm cho sự thanh tịnh phiền não, đoạn trừ cắt đứt những cái phiền não lậu hoặc. Nên á, cái sự hỏi và cái sự đáp á, chúng ta nghe đó, mà nếu chúng ta hiểu đó, nếu mà nói về giới tịnh á, vì nó dậm chân ở đó, không phải vậy. Từ giới tịnh á, tới cái tâm tịnh là vị đó giữ giới để thuần thục, rồi tu tập cái thiền định, nhất là có lục căn thu thúc thanh tịnh đó, đó là một sự thu thúc thanh tịnh, với cái sự thanh tịnh tu tập.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm tịnh là muốn nói đến cái vị đó đã phát triển tu tập, tu tập để có được cái định ở trong cái tâm thiền sắc, hay là những cái thiền tương ứng với những đề mục thiền, để đạt được cái trần định hay là cái sắc na định, để vị này có thể tu tập tiếp, tu tập tiếp nữa, từ cái giới tịnh, tâm tịnh đến cái kiến tịnh, đó là cái chi kiến thấy được danh sắc. Mà thường thì quý vị biết rằng một cái người mà tu tập, từ cái sự tu tập cho đến sự chứng đắc được được tuệ đó, mình gọi là 16 cái tuệ minh sát, trải qua 16 cái tuệ minh sát đó, là phải từng tự thứ lớp những cái tuệ đó sanh khởi để trải qua. Nhưng mà các cái loại tuệ đó, vì đó phải trải qua để cuối cùng vì đó từ cái sự chuyển tộc đó để bước qua cái sơ đạo, trở thành người sơ đạo. Như vậy thì chúng ta biết rằng một cái vị tu tập thì cái tri kiến thanh tịnh ở đây là chúng ta biết giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh đó, là vị đó thấy được cái sự tu tập trong cái danh và sắc. Vị này tu tập đó phân biệt được danh sắc, hay là chúng ta gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Thì vị đó từng tự thư lớp cho đến đến khi mà tu tập tiến bộ nữa đó, thì quý vị thấy qua những cái giai đoạn, những cái giai đoạn đó là gì? Những cái giai đoạn đó là những cái yếm ố tệ, kinh hại tệ, quả hoạn tệ, dục thoát tệ. Rồi chúng ta thấy rằng nhé, những cái giai đoạn mà trải qua đó, cái đạo phi đạo khi kiến tịnh đó, thì chúng ta thấy rằng vị đó, cái tâm vị đó yên tịnh, yên tịnh, mà cho đến khi vị đó đạt được những cái năng lực mình gọi là ấn chứng của thiền định, đó là cái phiền não của thiền quán đó, đó là những cái sự định tâm, những cái ánh sáng, những cái hào quang, những cái điểm mà tinh tấn, là những cái điểm tâm yên trụ, yên tịnh như vậy. Nhưng mà thật sự đó nó không phải là cái sự chứng ngộ, mà đó là những cái thành quả do cái tu tập mà mang lại, chứ chưa phải là đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Cái sự giác ngộ giải thoát đó là phải chuyển qua cái từ cái những cái tuệ đó cho đến cái hành xả tuệ, là cái tuệ cao nhất của phạm nhân, cho đến chuyển tập tuệ, đạo tuệ. Hành xả tuệ là vị đó thấy được danh sắc, thấy được danh sắc, thấy được ngũ uẩn, và thấy được danh sắc ngũ uẩn này đó, nó là như vậy. Nó từ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hộ, sanh lão tử, hoặc là thấy thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, các cái loại sanh này đó đều là do cái sanh hữu mà sanh. Mà hữu sanh thì nó phải do thọ, do ái, do thủ mới có hữu, vì đã thấy được cái nhân duyên như vậy. Và cái vị mà tiến bộ tu tập đó, từ cái giới tịnh, tâm tịnh đó, là đạt được cái sát na định, cận định đó, vì đã tiến hành tu tập nữa, thì chúng ta thấy rằng những cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, đó là những cái tâm hiệp thế thôi, chứ không phải là những cái tâm siêu thế, chỉ là những tâm hiệp thế. Nên chúng ta thường học cái vi diệu pháp là 81 tâm hiệp thế đó, thì kể đó trong thiền sắc hay thiền vô sắc, nó cũng chỉ là tâm hiệp thế, nó chỉ còn biết được cái cảnh trong đời. Nhưng mà ở đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái người mà tu về cái tuệ quán đó, thì các cái tuệ nó từng tự cũng được tu tập, được dồi mài, được tuệ quán, được tuệ quán, quán xét, quán xét qua cái khía cạnh danh sắc, qua cái khía cạnh tam tướng, qua cái khía cạnh mà sợ hãi, giống như là một con ếch mà nó ở trên cái miệng con rắn, hoặc là một cái sự hiểm họa nào đó kinh hãi đối với người đó. Và những cái tuệ nó tiến triển lên nữa đó, có một cái hình ảnh thí dụ giống như là chúng ta học trong kinh Trung Bộ cũng có nói đến cái thí dụ giống như là một cái người đi biển và thả con quạ thấy bờ thì nó bay thẳng luôn, còn nếu không thấy bờ thì nó bay lại chiếc thuyền,
thì cái người lái thuyền nó biết rằng nó chưa có thấy bờ. À, có nghĩa là giống như vậy, một cái người mà tu tập đó, nó trải qua những cái tuệ cho đến yếm ế khó tuệ, kinh hải tuệ, quả hoạn tuệ, dục thoát tuệ, à, rồi đến đến hành xả tuệ, rồi chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ, à, cho đến khi nào mà đạo tuệ quả tuệ sanh lên đó, là cái đạo lộ đó, à, cái sơ đạo nhị đạo đó, cái lộ đắc được sơ đạo nhị đạo đó mới mới sanh khởi. Như vậy á, thì sống với cái lời dạy của Đức Phật á, không phải chỉ để giới tình, à, không chỉ là giới bổn của vị tỳ kheo là cao nhất. À, nếu mình nói cho chu toàn nữa đó, là cái đời sống của vị tỳ kheo nó có tứ thanh tịnh giới là, à, lục căn là nuôi mạng là quán tưởng, à, chứ không phải chỉ là giới bổn không. Như vậy nhưng mà rồi vị đó hành trì đó, từ cái giới tịnh cho đến tâm tịnh, cho đến chiến tịnh, à, cho đến đoạn nghi tịnh, à, cho đến đạo phi đạo tri kiến tịnh, à, đạo phi đạo tri kiến tịnh á, thì trong thanh tịnh đạo có giảng về 10 cái ấn chứng của thiền định, à, hào quang hay là cái hỷ lạc, à, hay là cái khinh an, những cái trạng thái đó nó có, à, nhưng mà nó không phải, nó chỉ là do cái năng lực, à, tu tập mà nó sanh lên những cái ấn chứng đó, à. Cũng như vậy quý vị biết rằng một cái người mà nếu mà họ phát triển nữa thì chúng ta thấy nếu mà có lên cao nữa thì họ cũng chỉ đạt được được ngũ thông thôi, cũng như tôn giả Devadatta đạt đạt được 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 những cái thần thông, có thể là biến hóa thông hoặc là với thiên nhãn thông, những cái khả năng nhưng mà chỉ ở cái lãnh vực phàm nhân thôi, chưa phải là lãnh vực thánh nhân. Bởi vì cái lãnh vực thánh nhân nhé, thì chúng ta biết rằng nó phải có một cái thường thường chúng ta hay kể đó là cái đoạn trừ những cái lậu hoặc, à, đó là A La Hán nhất minh đó, à, là vì nó phải có cái tiên quyết là nói đến cái lậu hoặc phiền não, à, hết cái lậu hoặc phiền não. Như vậy thì chúng ta biết rằng nhé, những cái giai đoạn tu tập đó, mà hai vị này trình bày với nhau đó, không phải vì giới tịnh, tâm tịnh hay kiến tịnh, hay là đạo tri kiến tịnh, hay là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, mà từng tử thứ lớp cho đến khi đạt được cái mục đích cao nhất, mục đích cao nhất của cái đời sống phạm hạnh, để đạt được cái mục đích này đó, thì phải trải qua những cái giai đoạn này. Những cái giai đoạn này được ví dụ như những cái trạm xe. Cái trạm xe thứ nhất thì đến trạm xe thứ hai, và trạm xe thứ hai đến trạm xe thứ ba, chỉ đến cái trạm xe thứ bảy đó để đi vào cái thành phố. Thì cũng giống như vậy, những cái này là nương nương lẫn nhau và có từng tử thứ lớp, chứ không phải là không có và không phải là không, không phải là chấp thủ. Có giai đoạn nhưng không chấp thủ, chứ không phải là chấp thủ cái đó. Khi mà chấp thủ cái đó thì chúng ta hiểu đó là những cái giai đoạn dính mắc. Nếu người đó dính mắc một chỗ nào đó, ví dụ như người đó dính mắc vào cái đạo phi đạo phi kiến tịnh đó, thì họ dính mắc vào những cái ấn chứng của thiền định, những ấn chứng thiền định, thì tâm của họ nó sẽ dính vào đó, và chấp thủ chỗ đó, nên đó, họ không chấp thủ là họ phải vượt lên nữa, họ phải thấy rằng dù những cái ấn chứng đó đó nó cũng chỉ là những cái năng lực của định thôi, năng lực của định cao. Thường thường chính vì vậy đó nên chúng ta mới có cái tâm là ngũ thiền sơ đạo, rồi cũng là ngũ thiền sơ quả, vì nó đắc được ngũ thiền nhưng mà chỉ có sơ đạo sanh khởi thôi. Như vậy á, thì chính vì cái 40 tâm siêu thế á, chỉ có 8 tâm thôi nhưng mà kể thành 40 tâm, vì nó tương ứng với 5 cái tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Nên nó có tới 40 tâm siêu thế, trong đó có 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Như vậy thì có những người họ đắc được sơ thiền, họ đắc được sơ đạo, thì họ có cái tâm sơ quả, cũng sơ thiền, tương ứng với cái tâm đạo. Như vậy là muốn nói đến một cái người khi mà họ đạt được cái hiệu suất của năng lực tâm định đó, nhưng mà vị này dùng cái đó để quán, dùng cái đó để quán, có nghĩa là vị đó đạt được cái khả năng nào đi, sơ nhị tam tứ hay ngũ thiền đi, vị này xuất ra, vị này quán, nó chỉ là những cái pháp hữu vi, nó cũng chỉ là vô thường, cổ vô ngã,
và nó chỉ là do suy tư tác thành, suy tư cái đề mục để tác thành thôi, nó chưa thật sự là đoạn trừ những cái lậu hoặc. Thì chúng ta thấy cũng như là Đức Bồ Tát khi mà đạt được tứ thiền sắc giới hoặc là ngũ thiền sắc giới đó, thiền vô sở hữu xứ hoặc là thiền phi vi tưởng xứ đó, dù là trải qua những cái từng thiền nhưng mà ngài cũng vẫn thấy rằng chưa có mục đích giải thoát. Bởi vì cái giải thoát trong Phật giáo đó là muốn nói đến cái tâm đạo là cắt đứt phiền não, và tâm quả mang lại khinh an. Khinh an có nghĩa là người đó đắc đạo thì cái sắc na để đoạn trừ phiền não, biết được cái sự đoạn trừ đó là sắc na quả. Tùy theo cái người đó độn căn hay lợi căn, cũng có 7 cái động lực, từ chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, tâm đạo, tâm quả. Hễ người nào có sắc na chuẩn bị thì có 2 sắc na quả. Nhưng mà nếu người nào mà cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, muốn nói là người lợi căn đó, thì người đó sẽ có 3 sắc na quả trong cái lộ đắc đạo quả. Như vậy thì cái bài kinh Trạm Xe này là nói đến cái giai đoạn tu tập, từ cái sự khởi đầu tu tập cho đến cái kết thúc. Nhưng mà vị này không có dính mắc ở giới tịnh hay tâm tịnh, và vị này trải qua cái giai đoạn, và những cái giai đoạn đó đã làm cho hoàn toàn, nên gọi là vô thủ trước niết bàn. Vì không, nếu vị đó có chấp thủ cái gì đó thì vị đó đạt được cái đó thôi, thành tựu được cái đó thôi, thành tựu được ví dụ như là thành tựu được tâm sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới hoặc là ngũ thiền sắc giới, để rồi tái sanh vào những cái cõi sơ nhị tam tứ ngũ thiền sắc giới, các cái phạm thiên sắc giới. Hoặc là nếu anh đắc được thiền vô sắc á, thì mình sẽ dính mắc vào đó đó, thì mình sẽ có cái sanh hữu đó là không vô biên xứ hữu, tức vô biên xứ hữu, vô sở hữu xứ hữu, phi vi tưởng xứ hữu. Có nghĩa là mình sanh về đó, từ thủ nó duyên cho hữu. Nhưng mà vị nào mà thật sự nó đạt được cái vô thủ trước niết bàn á, là vị đã biết được cái giai đoạn và đã làm hoàn thành cái lời dạy của Đức Phật, không có bị dính mắc ở trong một cái sự dính mắc nào. Từng tự nhi tiến từ cái giới tịnh cho đến tâm tịnh, là cái sự tu tập thiền định để đạt được cái cần định hay cái sắc na định, để có thể lắng động được những cái thiền cái, để rồi tiếp tục tu tập về cái kiến tịnh đó, đó là sự hiểu biết về danh sắc ngũ quẩn, tu tập về để quán xét đều về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Nếu mà niệm thân thì chúng ta tu niệm thân thì quan sát về thân chúng ta là sắc, dùng tâm để quan sát cái sắc này và thấy được cái danh và sắc, nó cũng thấy về danh và sắc. Còn nếu chúng ta tu tập về thọ quẩn, chúng ta quan sát gì, những cái cảm giác, những cái cảm giác, những cái cảm thọ. Tưởng quẩn là chúng ta tu tập về những cái sự biết cảnh, cái tướng trạng của nó. Hành quẩn thì chúng ta tu tập về thiện ác, mà mình gọi là năm thiện cái, năm thủ quẩn, bảy giác chi, tám thánh đạo đó, là những cái hành phúc hành hay phước phúc hành đó, những cái hành thiện, hành ác nào đó, nó cũng đưa đến những cái sự tái sanh. Vì đó thấy được cái sự tu tập đó, nó xuyên qua cái giáo lý thập nhiễm duyên, từ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thú, sanh, lão tử. Vị này tu tập trên cái sự tu tập đó, để trải qua những cái giai đoạn, những cái giai đoạn để phân biệt được rõ ràng cái kinh nghiệm thực chứng, đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, chứ không có nằm ở trong cái đạo phi đạo tri kiến tịnh. Bởi vì đó là những cái giai đoạn thôi quý vị. Bởi vì thấy được những cái gì mà đúng đắn theo cái tệ quán, và thấy được cái sợ hãi của danh sắc, thấy được cái sự muốn xuất ly danh sắc, vì thấy được cái sự khổ của các cái sanh hữu, của các cái kiếp sống của chúng sanh. Như vậy thì quý vị biết rằng cái cuối cùng mà gọi là cái tri kiến thanh tịnh đó, là muốn nói đến cái sự thành tựu đạo quả. Đó là cái sự dứt điểm của các cái kiết sử, kiết sử phiền não, như là cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, để sát trừ tất cả những cái kiết sử phiền não.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vô thủ trước Niết Bàn đó là muốn nói đến cái sự hướng đến Niết Bàn. Bởi vì thường thường chúng ta biết rằng dù là tâm siêu thế đi, nó cũng chỉ là cái chân đế hữu vi thôi. Cái chân đế vô vi á, chính là Niết Bàn. Vô thủ trước Niết Bàn là tâm không còn dính mắc, tâm không còn dính mắc bất cứ cái sự dính mắc nào. Đó là cái sự giải thoát mà từng tự trải qua các cái loại tuệ, thấy được ở trong các cái sự tu tập, trải qua các cái sự thanh tịnh, trải qua cái giai đoạn của các sự thanh tịnh đó. Nhưng mà vị này để vượt lên rồi cuối cùng đó, vị này đạt được mục đích cứu cánh phạm hạnh mà của Đức Phật đã thành tựu với cội Bồ Đề tuyên thuyết để sự chấm dứt tất cả những cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu hay là vô minh lậu. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái sự trải qua này đó là cái sự hành trì để làm cho thanh tịnh tứ lậu, dù là dục lậu, sự ưa thích trong các cái giác quan, trong các cái sự xúc chạm, hay là kiến lậu là cái tri kiến sai lầm đưa đến cái sự sanh hữu. Bởi vì dục lậu, kiến lậu, hữu lậu, những cái sự sanh tử trong sanh hữu, thì những cái đó đó là sự nhận chìm chúng sanh trong các cái sanh hữu, cái sự sanh già đau chết trong các sanh hữu, cái sự sanh tử trong các sanh hữu và cái sự nối tiếp sanh tử trong các sanh hữu. Nên mình gọi là dục hữu, sắc hữu hay là vô sắc hữu. Những cái điều đó cũng được trình bày ở trong 31 cõi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái vị trưởng lão này đó đều là những vị tối thắng, và hai cái vị đó đã một người hỏi một người đáp. Và khi mà cái mục đích đạo quả, mục đích cứu cánh trong cái sự giác ngộ giải thoát xong rồi để mình hỏi tên, và khi hỏi tên thì biết được vị này là Bunna, vị kia là Sariputta. Như vậy thì chúng ta biết được đó cũng là một cái giai đoạn của những cái sự tu tập, mà từ cái thuở tu tập mà rất lâu rồi, trải qua các cái sanh hữu luân hồi và trải qua cái sự kinh nghiệm cuối cùng đó để chấm dứt những cái sanh hữu đó. Các vị đã biết được cái sự chấm dứt các cái sanh hữu, không còn cái sự tiếp nối các cái sanh hữu nữa, và không còn cái sự tiếp nối trong cái sự sanh hữu đó thì không còn những cái sự khổ đau trong cái sự các cái sự khổ trong cuộc đời mà chúng ta hiện hữu, chúng ta cảm nhận được. Như vậy thì chúng ta hiểu được những cái vị đệ tử của Đức Phật, những vị nào đã trải qua cái sự tu tập mà mình kể như là 37 phẩm bồ đề, trợ đạo từ 4 niệm xứ hay 4 chánh cần, 4 như tốt cái ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi hay bát thánh đạo. Dù kể ở thất giác chi, niệm giác chi hay là trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi đó, là cũng nói đến những cái giai đoạn, những giai đoạn làm cho đạt được cái mục đích cuối cùng. Và vị đó đó biết được những cái giai đoạn đó cũng giống như một cái người học vậy đó, học để trở thành tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ. Một cái mục đích cuối cùng như vậy đó, vị đó phải biết được phải trải qua những cái giai đoạn nào. Cũng như Đức Phật ngài đã thành tựu được Niết Bàn là ngài biết trải qua những cái kinh nghiệm của danh sắc, những cái kinh nghiệm tu tập của quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, và trải qua những cái giai đoạn đó nên ngài trình bày. Và các vị đệ tử của Đức Phật đã khéo nghe, khéo thọ trì, khéo đạt được và khéo tiếp nối được thuyết giảng con đường phạm hạnh này. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, phần chia sẻ cái bài học hôm nay đó thì con xin chia sẻ như vậy. Chắc có lẽ là cũng không hết được cái ý nghĩa của cái bài kinh sâu sắc này, nhưng mà cũng còn thời gian để cho các ngài thảo luận những cái phần mà con trình bày còn chưa có được sáng tỏ. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều hợp cái phần thảo luận. Con kính đảnh lễ với ngài và con xin chấm dứt cái buổi giảng.
sa thú cái rừng từ tỏ học đằng và từ tỏ siêu thường tỏ có ở trước quái và có nghe được không, nếu từ tỏ siêu nghe được xin từ tỏ quan vị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi từ tỏ siêu từ tỏ có ở trước mắt và từ tỏ có nghe được không. Thượng tọa pháp tân ơi, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp tân đang ở trước máy, thượng tọa hoan hỷ. Dạ vâng. Thượng tọa pháp tân, chúng ta thấy rằng bát chánh đạo có thể trình bày qua tam học giới định tuệ. Và tam học giới định tuệ có thể giảng rộng thành ra thất tịnh. Nhưng mà khi mà mình đọc vào thất tịnh thì ở đó có rất nhiều cái chi tiết về tuệ học. Dĩ nhiên là giới học định học ở trong thân tịnh đạo cũng giảng nhiều, nhưng mà tuệ học thì đặc biệt giảng rất là nhiều. Thì Thượng Tọa Quan Hỷ cho một vài cái cảm nhận Thượng Tọa là khi mà thất tịnh nó là một hình thức giảng rộng của tam học đó, thì Thượng Tọa thấy có cái đặc điểm gì? Kính cung kính Thượng Tọa. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tỷ Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Điều này thì theo con nghĩ rằng nay học cái bài gọi là thất tịnh bắt đầu là từ giới tịnh, tâm tịnh và cho đến cuối cùng là hành lộ tri kiến thanh tịnh, thì con nghĩ rằng trong cái cách phổ thông nhất thì thường được nghe ở trong kinh mô tả là tu tập bát chánh đạo, tu tập bát chánh đạo, thực hành giới, định và tuệ. Bởi vì trong bát chánh đạo thì cũng đã là nói đến giới, định, tuệ rồi. Bởi vì chánh kiến và chánh tư duy thuộc về phần tuệ học, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì thuộc phần giới học, và chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì xem như là phần định học. Khi mà nói tu tập như vậy đó thì nói một người như là trong kinh nói dạy rằng là con đường mà thẳng đến đạo lộ giải thoát á, tức là bát chánh đạo. Bởi vì bát chánh đạo đó là con đường mà Đức Phật đã dạy, Đức Phật đã dạy cho những vị đệ tử của Ngài muốn tu tập giải thoát thì phải thực hành bát chánh đạo. Thì trong cái phổ thông nhất thì thường được nghe đến giảng là bát chánh đạo, tu tập về bát chánh đạo. Nhưng mà nói cái từ gọi là chuyên sâu hay rộng hơn nữa đó thì rõ ràng là nói đến cái thất tịnh. Bởi vì trong giới tịnh thì đã nói là phần giới đó. Rồi tâm tịnh ở đây phần định. Rồi phần nhiều còn lại các cái chi pháp đó, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh đó, thì những điều đó nói đến phần tuệ học. Thì con nghĩ rằng cái phần tuệ ở trong thất tịnh thì được giảng rộng hơn và chi tiết hơn.
Như vậy thì theo con nghĩ rằng nếu mà nói một cái cách phổ thông nhất ấy, và người nghe dường như là dễ 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 hiểu nhất, thì mình nói là tu tập về bát chánh đạo hay tu tập về giới định và tuệ, thì nói như vậy đó, sự thật ra thì giới định và tuệ thì nó rất là nhiều, rất là nhiều. Bởi vì nói đơn giản như vậy nhưng mà sự thật ra thì rất là nhiều, cũng rất là chi tiết ở trong đó. Nhưng mà nói đến thất tịnh ở trong cái bài kinh hôm nay thì cũng là nói đến giới định và tuệ thôi. Nhưng mà phần này thì theo con nghĩ rằng được khai triển rộng và chi tiết hơn. Dĩ nhiên là trong cái tiến trình tu tập của một cái vị hành giả đó, thì sự thật ra thì qua cái bảy cái trạm xe đó, hay là bảy cái chặng đường đó, thì mình cũng qua từng giai đoạn của một tiến trình tu tập, nhà một đạo lộ tu tập, chứ không phải là một cái rốt ráo. Và cuối cùng á, thì mới thật sự là cái tri kiến mà một vị mà thành tựu hoàn toàn, gọi là tri kiến thanh tịnh, thì đó lúc đó nó mới nói là phát huy hết toàn bộ ở trong cái phần tuệ của một cái vị hành giả. Cho nên con nghĩ rằng nếu mà nói phổ thông mà, thì theo con có cái cảm nhận ấy, thì nói tu tập về bát chánh đạo, nhưng mà nói chuyên sâu hơn và rộng hơn phần tuệ học thì rõ ràng là nói đến thanh tịnh, nói đến thất tịnh. Khi mà mình thành tựu về giới đó, thì sự thật ra là giới nó cũng chỉ là một phần, một chặng đường của mình đi tới thôi, chứ cũng chưa phải là rốt ráo. Và rồi nói đến định cũng vậy, cũng là một phần để thành tựu, chứ không phải là phần rốt ráo. Và để mà thành tựu hết hoàn toàn giới định tuệ thì một người cần phải có trải qua từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đạo phi đạo, tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh đó. Thì những cái điều đó, đó con nghĩ rằng cái điều đó là những cái gọi là cái chặng đường mà mình nói chỉ có cái phần tuệ đó, thì nó rất là phải nói rằng rất là chi ly, rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là chỉ có những vị mà họ trải qua những cái chặng đường như vậy thì nó có những cái gút mắc, những cái trở ngại và những cái mà chưa có thông suốt hoàn toàn. Cuối cùng thì cái vị hành giả mới đạt được cái gọi là tri kiến thanh tịnh. Thì cái tri kiến thanh tịnh ở đây con nghĩ rằng một cái đạo lộ mà vị ấy đã vạch ra hoàn toàn để mà hướng đến cái tuệ hoàn toàn. Mà hả, để có tuệ thì giới cũng đã tốt rồi, hoàn thanh tịnh đời định cũng đã có rồi, và tuệ mới thành tựu được. Thì theo con cảm nhận rằng là đối với phần thất tịnh thì rõ ràng là phần tuệ triển khai rất là rộng và chi tiết hơn. Còn nói bát chánh đạo tức là nói đến cái phổ thông mà thường là mình được gặp ở trong kinh rất là nhiều. Trong kinh rất là nhiều, như Đức Phật ngài nói, một đạo lộ đi đến cái con đường giải thoát chỉ là bát chánh đạo, cũng như là tất cả các cái sông ngòi ao rạch đều đổ ra biển Đông, thì đổ ra biển, ra đại dương, thì ở đó tất cả đều quy hướng về ở trong bát chánh đạo để hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Thì đây là cái ý của con, xin được đóng góp theo cái suy nghĩ của mình, hiểu về bát chánh đạo cũng như là thất tịnh. Con xin chia sẻ bấy nhiêu. Bây giờ con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Sao chung cái chuyện đó pháp thân thì đạo thực siêu thượng tọa có nghe được không? Nếu thì đạo thực siêu nghe được xin thượng tọa quan hệ, mà thì đạo thực siêu có nhiều người
quan niệm rằng ở trong sự tu tập thì tâm mình thanh tịnh là đủ rồi, tâm không phiền não, tâm thanh tịnh là đủ. Nhưng mà ở trong thức tỉnh, và đặc biệt là như ở trong quyển Thanh Tịnh Đạo đó, thầy nhấn mạnh đến tri kiến thanh tịnh. Chúng ta có thể giải thích là tại sao trong sự tu tập tâm thanh tịnh chưa đủ mà còn phải tri kiến thanh tịnh không? Kính thỉnh chúng ta. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý Phật tử, cái cách nói này có hai trường hợp đối theo cái khái niệm thông thường và nói theo cái pháp đặc biệt. Khái niệm thông thường thì người ta là thân và tâm, nhưng mà tâm của kẻ phàm phu vì còn phiền não ô nhiễm cho nên không có giải thoát, cho đến khi nào mà đoạn trừ mọi lậu hoặc phiền não thì lúc đó là một bậc có tâm thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh. Vậy cho nên trong cái khái niệm thông thường thì người mà có tâm thanh tịnh thì đó là cái bậc thánh A-la-hán, là bậc giải thoát. Đó là theo khái niệm thông thường. Nhưng mà ở trong một cái phạm trù đặc biệt, như trong trường hợp trình bày về những công đoạn tu tập, thì cái danh từ mà gọi là chích tâm quy xuất thí ở đây chỉ mới có là ở giai đoạn cận định Upachara Samadhi và an chỉ định Appana Samadhi mà thôi. Cho nên đến cái giai đoạn này thì chưa gọi là bậc giải thoát. Chừng nào mà đạt được tiến hành được năm cái tịnh sau đó, tức là kiến tịnh, niết thiết, vi xuất thiết, đoạn nghi tịnh, căn khai của ta nó vi xuất thiết, đạo phi đạo tri kiến tịnh, mắt ra mắt cả nhà nó đã sinh nó vi xuất thiết, và hành lộ tri kiến tịnh, bát tích bát đa nhà nó vi xuất thiết. Cuối cùng là nhà nó đã sinh nó vi xuất thiết. Thì cái này gọi là tri kiến thanh tịnh. Thì ở đây đó, như ở trong Thanh Tịnh Đạo có trình bày giới tịnh chỉ là
thành tựu viên mãn về biệt biệt giải thoát, biệt biệt giải thoát giới. Tâm tịnh thì chỉ mới đạt đến cái trạng thái thiền chứng sắc và vô sắc, còn về phần tuệ thì phần tuệ này từ ở cái giai đoạn kiến tịnh cho đến hành lộ tri kiến tịnh, thì cái giai đoạn đó là mới bắt đầu chuẩn bị công pháp thiền não. Và cho đến khi đạt được tri kiến thanh tịnh, tri kiến tịnh là mắt cái nhà nát, phải là nhà nát đạo tuệ quả tuệ, đạt đến thánh đạo thánh quả thì lúc đó mới được xem là đã thành tựu mục đích cứu cánh của đời sống phàm hạnh, chứ không phải là một cái vấn đề đơn giản. Trong quá trình tu chứng bảy tịnh, nếu khiếm khuyết về giới tịnh và tâm tịnh thì bốn tịnh giữa không thành tựu được, tức là giới tịnh và tâm tịnh không thành tựu thì sẽ không đạt đến kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh. Mà nếu bốn tịnh thuộc về tuệ, bốn tịnh trung gian đó mà không thành tựu được thì tri kiến tịnh, tức là đạo quả, không thể thành tựu được. Ví dụ như một công trình kiến tạo một cái ngôi bảo tháp thì trước tiên người ta phải xây nền đổ móng cho kiên cố vững chắc, rồi mới lên cái phần thân của bảo tháp, cuối cùng là đỉnh tháp. Cuối cùng là đỉnh tháp. Thì giới tịnh và tâm tịnh được ví như là mới là nền tháp, còn bốn tịnh pháp trung gian như là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo vi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh thì cũng giống như thân giữa của bảo tháp, còn tri kiến tịnh đó thì giống như cái đỉnh tháp có che lộng vàng đính châu báu. Hoặc nói cách khác, ví dụ giới định, giới tịnh, tâm tịnh giống như hai cái chân của người đang đứng, còn bốn tịnh trung gian tức là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo vi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh giống như là cái thân mình, và tri kiến tịnh giống như cái đầu của người đó. Đó là hai cái thí dụ để cho chúng ta hiểu về cái không đoạn mà chúng ta tu tập. Nhưng mà ví dụ về cái sự xây dựng hình thành cái bảo tháp đó, thì cái thí dụ đó chúng ta có thể liên tưởng đến cái công trình tu tập để mà đạt đến cứu cánh, là cái đỉnh cao, đỉnh giải thoát. Cho nên ở đây đó, nếu mà nói một cách nghiêm túc thì
một người tu phục tu Phật thì đạt được cái giới tịnh và tâm tịnh, tức là những sự thanh tịnh của tâm bằng thiền định thì vẫn chưa đủ, vì thiền định tức là thiền hiệp thế vẫn còn có thể biến hoại, và nếu chưa đoạn trừ phiền não thì một người đạt được cái thiền định đó sau khi chết vẫn sanh về khỏi phạm thiên, sắc giới vô sắc giới, và vẫn còn cái sự sanh tử luân hồi. Do đó phải đạt đến, phải tu tập đạt đến cái sự tri kiến thanh tịnh, tức là đạt đến bốn thánh đạo, bốn thánh quả, thì lúc đó mới được xem là cơ cánh giải thoát. Cho nên nếu mà chúng ta muốn nói thông thường, theo cái quan điểm thông thường, thì chúng ta nói phạm phu là người tâm không thanh tịnh, bậc hữu học là bậc có tâm tương đối thanh tịnh, còn bậc A-la-hán, bậc vô học, bậc đoạn lậu thì tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thì khi mà chúng ta nói như vậy đó là chúng ta nói theo cái khái niệm thông thường, còn khi mà chúng ta phân tích chi pháp rệt rồi đó, thì chúng ta nói rằng mới có đạt đến cái sự thanh tịnh về tâm, tức là chỉ mới có thành tựu được, đắc chứng được cận định và an chỉ định của thiền mà thôi. Do đó đây không phải là mục đích rốt ráo, mục đích cứu cánh của đời sống phàm hạnh, vì cái tâm tịnh đó chưa phải là vô thủ trước niết bàn. Thậm chí cao hơn là đạt được bốn tịnh trung gian của tuệ, tức là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo vi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, vẫn chưa đạt được cái vô thủ trước niết bàn. Cho đến khi nào mà đạt được đạo tuệ, quả tuệ mà thuộc tứ đạo tứ quả đó, thì lúc đó mới gọi là đạt được vô thủ trước niết bàn. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Chư Tọa Thầy Siêu. Mà Chư Tọa Thầy Siêu, tại sao không gọi là niết bàn mà có cái chuyện từ là bát niết bàn, pari niết bàn á? Và tại sao không gọi là bát niết bàn mà còn thêm có chữ vô thủ trước bát niết bàn nữa? Thì chúng ta có nghĩ thì lời giải rõ về điểm này, kính thưa chúng tôi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử. Nếu mà chúng ta nói gọn, nói tắt, chúng ta nói niết bàn, nhưng mà vì cái danh từ niết bàn á, theo trong bài kinh Phạm Võng thì ở đây các sa môn và la môn ngoại đạo họ vẫn dùng cái từ gọi là niết bàn
Và cái Niết Bàn, danh từ Niết Bàn họ dùng để gọi đó rất là hời hợt, và nó có cái sự chấp thủ quan hỷ trong Niết Bàn. Nghĩ rằng có cái ngã trong Niết Bàn, có tự ngã trong Niết Bàn. Vì vậy cho nên Niết Bàn gọi cho đủ thì phải gọi là bát Niết Bàn. Chữ bát ở đây đó là chúng ta đọc âm của chữ Bari. Chữ Bari là một tiếp đầu ngữ. Chữ Bari có nghĩa là tròn, nghĩa là viên mãn, đầy đủ. Cho nên gọi là Paridipana, đọc âm là bát Niết Bàn, hay chúng ta dịch thì chúng ta dịch là viên tịch. Viên là tròn, tịch là vắng lặng. Như vậy nó hai chữ viên tịch đó là được, là để dịch cho cái chữ Paridipana, đọc âm là bát Niết Bàn. Thì giải cái chữ viên tịch đó thì các vị nên chú ý như thế này, là vì có hai hoặc là có ba Niết Bàn gọi như vậy. Phiền não Niết Bàn tức là khi mà vị ấy đoạn tuyệt trừ phiền não ngay giờ phút nào, thì giờ phút đó phiền não tịch tịnh mất đi, hoặc mất đi không có tái khởi nữa, thì như vậy đây là gọi phiền não Niết Bàn. Thứ hai đó gọi là ngũ uẩn Niết Bàn, cam thánh Niết Bàn á. Ngũ uẩn Niết Bàn là ở cái giai đoạn mà vị đó chết, vị A La Hán chết, thì như vậy gọi là ngũ uẩn Niết Bàn. Và nếu kể ba là người ta thêm xác lại Niết Bàn, tức là cái này chỉ gọi vậy thôi. Nhưng mà nói rằng là xác lợi của hạt xương cốt của di cốt của Đức Thế Tôn, hay là của các vị A-la-hán, Ngài còn lưu lại cho thế gian lễ bái, cúng dường để họ tạo cái phước. Nhưng một thời gian sau thì cái di cốt đó cũng tiêu tan. Thì lúc mà di cốt tiêu tan rồi là xá lợi Niết Bàn. Hay trong chú giải thích là khi Phật giáo trụ được 5.000 năm thì lúc đó tất cả xá lợi của Đức Thế Tôn chư thiên thỉnh về tại ngay Bodhigaya Bồ Đề Đạo Tràng, và gom lại, và sau đó tiêu tan, tiêu mất hết. Như vậy thì gọi là xá lợi Niết Bàn. Vì vậy cho nên ở đây đó, cái danh từ Paridipana gọi là viên tịch đó, là chúng ta phải hiểu như thế này. Nếu vị đó chỉ mới có phiền não Niết Bàn, tức là hữu vi Niết Bàn đó, thì chưa gọi là viên tịch, chưa gọi là viên tịch. Còn khi nào ngũ uẩn Niết Bàn thì cái đó mới là viên tịch, bởi vì đó là sanh hữu cuối cùng kết thúc, khi mà cái tâm tử của bậc A-la-hán sanh lên rồi diệt mất đồng thời với sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc thực dưỡng ở trong thân. Thì lúc đó bốn loại sắc này diệt mất đồng thời với tâm tử của vị A-la-hán. Và sau cái tâm tử đó không có vô gián duyên trợ cho tâm tái tục
nó không có vô chánh duyên trợ cho tâm thái tục, thì lúc đó được gọi là viên tịch, nghĩa là tắt mất hoàn toàn. Chúng ta bây giờ đó, chúng ta xài cái từ nghe nó hơi kêu kỳ chút xíu, nghe cho nó quay phòng chút xíu, có đạo vị chút xíu, là các vị hòa thượng hay là các vị thượng tọa, những bậc mà nổi tiếng ở trong giáo hội đó, mà hãy chết đi thì vừa chết mình gọi là thiệt thu thần viên tịch, mà thật sự ra thì các vị này chưa có viên tịch được đâu, chết còn phải tái sanh. Nếu mà đã viên tịch rồi tại sao mà mình còn lễ tang lễ cầu siêu chứ vậy? Hạ viên tịch thì không có cầu siêu, bởi vì vị đó đã tắt mất, cũng có sự tái sanh rồi. Cầu siêu để là cái gì? Để siêu sanh nơi nhàn cảnh là cái gì nữa? Nhưng mà chúng ta lại lấn cấn cái chỗ đó, cho nên xài từ viên tịch chúng ta xài chơi vậy thôi chứ không có đúng, không có đúng. Bậc A La Hán mà chỉ mới có phiền, đạt được cái phiền não niết bàn thì chỉ gọi là hữu duy niết bàn, chứ chưa gọi là bát niết bàn, chứ gọi là viên tịch nữa. Chừng nào vị đó tắt thở, vị đó chết đi thì lúc đó ngũ uẩn mới không có hiện khởi ở một cái cõi nào đó, thì cái này mới gọi là viên tịch. Và cái chữ đầu á, cái chữ đầu anupada đó, gọi là vô thủ trước. Ở đây là để phụ họa giải thích thêm cho cái chữ parinibbana, tức là nó có hai nghĩa. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai chúng ta xài gượng chứ chúng ta không cần phải giải thích nhiều, bởi vì khi mà đã viên tịch, một bậc đã viên tịch được đương nhiên là không có sự chấp thủ rồi, mới đắc quả là hán, tâm vị đó đã giải thoát khỏi các lậu hoặc vô thủ trước, tức là không có chấp thủ. Không có chấp thủ là thường lạc ngã tịnh, thì không có chấp thủ như vậy ngay từ lúc đắc đạo quả đã gọi là vô thủ trước. Nhưng mà tiếng gọi là vô thủ trước cái bàn là như thế này, vì cái thân ngũ uẩn hiện tại của vị A-la-hán, cái thân cũ do cái nghiệp thủ ở trong quá khứ tạo nên, thì mặc dù kiếp này là kiếp chót đắc quả A-la-hán, nhưng mà cái thân hữu dư ý niết bàn đó cũng được gọi là thủ uẩn, được gọi là thủ uẩn. Nói theo cái nghĩa xa, còn nghĩa gần thì hễ khi nào mình còn chấp thủ sắc uẩn là ta là sắc uẩn trong sắc uẩn của ta, thì lúc đó gọi là sắc thủ uẩn. Nhưng mà nói theo thắng pháp á, thì sắc thở thức nào mà do cái nghiệp thủ trong quá khứ nó tạo thành sắc nghiệp hiện tại, hay là tâm quả hiện tại, tâm quả hiện thế hiện tại, thì như vậy đều gọi là ngũ thủ quẩn cả, đều gọi là ngũ thủ quẩn hết. Do đó cho nên viên tịch có nghĩa là chấm dứt cái ngũ thủ quẩn đó, chấm dứt ngũ thủ quẩn đó, gọi là vô thủ trước, gọi là vô thủ trước. Thì ở đây thưa quý vị, chỉ hoàn toàn là giải thoát. Chúng ta nói gọn là hoàn giải thoát, không còn dư sót cái gì cả, không còn dư sót, ngay cả cái thân ngũ thủ quẩn cũng bỏ luôn, cũng tiêu diệt, cũng diệt mất. Cho nên gọi là vô thủ trước, bát niết bàn. Thì nói như vậy, một cái cụm từ này đã nói đủ thì
nó vượt ra khỏi cái phạm trù chấp tà kiến, một trong 62 tà kiến của bài kinh Phạm Vọng mà Đức Phật Ngài tuyên bố về các sa môn. Có những sa môn và la môn chấp niết bàn hiện tại đó, bỏ đi cái đó, bởi vì đã gọi là vô thủ trước niết bàn thì nó vượt ngoài cái đó rồi. Còn nếu mà xài trên từ niết bàn không đó thì có thể bị người ta hiểu lầm. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu tổng lượng số 3. Nam mô Bụt Thầy, kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thu ở bậc thầy Phật tử siêu, khi mà chúng ta động vào thức tỉnh thì chúng ta có cảm tưởng như là để đạt đến cái bước thứ bảy, cái trạm sa thứ bảy, chúng ta phải bắt đầu trạm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, vân vân. Nhưng mà ở trong kinh này có những trường hợp là có những vị câu phần giải thoát, tức là cả tâm giải thoát, tuệ giải thoát đều có, nhưng mà có những vị mà chỉ là tuệ giải thoát thôi, không có cần phải đắc thiền, chính thiền như là được mô tả trong phần tâm tịnh. Thì tôi có nghĩ rằng có trường hợp có những vị chỉ đơn thuần là chứng đắc tuệ giải thoát mà không cần có giới tịnh, tâm tịnh, có phải như vậy không? Cái thỉnh thì tôi có nghĩ trở lại cho biết một vài suy nghĩ thì tôi bị gì. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nói cho cùng thì không thể thiếu giới tịnh, tâm tịnh được. Không phải là đợi giữ giới lâu dài 10 năm, 20 năm nghiêm trì giới hạnh mới gọi là giới tịnh. Ngay trong cái thời gian mà ngồi nghe pháp đó, một vị mà muốn, một vị mà có cái trí tuệ được thanh lọc, được thanh lọc là nhờ có giới tịnh ngay trong lúc đó, nghĩa là cái sự tác ý từ bỏ cái ác pháp, từ bỏ ác pháp, ác hạnh của thân, của khẩu, của ý, thì ngay trong lúc đó là thành tựu về giới tịnh. Lại nữa, nếu như không có thành tựu tâm tịnh chứ tâm vị xuất thiết thì không thể thành tựu được tuệ. Nhưng mà tâm tịnh ở đây là gì? Có hai: một là upachara samadhi, hai là appana samadhi. Nếu như tâm tịnh ở đây chỉ riêng về appana samadhi thì chúng ta mới nói rằng tại sao trong thất tịnh nói đến Ngài Punna Mataniputta, Ngài nói đến bảy trạm xe. Như vậy thì cái trạm xe thứ hai đó là phải đi qua, phải đạt đến cái trạm xe thứ hai, bỏ trạm xe thứ hai mới đi đạt đến cái trạm xe thứ ba. Còn đằng này đó thì chúng ta có hai loại định, đúng ra là ba loại định: Khanika Samadhi là sát na định, Upachara Samadhi là cận hành định, và Appana Samadhi là an chỉ định hay là kiên cố định. Thì ba cái đó đều hỗ trợ cho tuệ, tuệ quán nó sanh khởi được, hỗ trợ cho tuệ quán được. Một vị mà họ chỉ đạt đến Panya Vimutti, tức là tuệ giải thoát, thì vị đó
không cần phải Appana Samadhi, nhưng mà vị đó cũng phải cần có sát na định, hay còn gọi là cận định, bởi vì cận định chỉ là cái tâm tâm thiện dục giới hợp trí mà thôi, chỉ là tâm thiện dục giới. Còn cái an chỉ định đó thì mới là cái tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Chúng ta cần phải chú ý cái chi pháp đó, rạch rồi như vậy đó. Thì do đó cho nên đi ngõ nào đi nữa thì cũng phải đi qua. Chúng ta có thể thí dụ như thế này: trên một con đường đến mục đích, đi ngang qua cái chỗ một cái trũng nước, đi ngang qua chỗ trũng nước, ở đó người ta có trải một cái thảm cỏ, hay là người ta để một, người ta đổ một cái mô đất nhỏ, hay là một cái tảng đá nhỏ ở giữa cái trũng nước đó, để khi mà người đi qua, người ta có thể bước lên trên chỗ đó mà người ta đi qua. Nhưng mà cũng có những trường hợp có người họ đi đến ngang cái trũng nước đó, họ nhúng mình nhảy qua khỏi cái trũng nước rồi họ đi tiếp, thì chúng ta không thể nói rằng một cái đoạn đường 100 mét người đó chỉ cần đi có, chỉ cần trải qua có 99 mét thôi, bởi vì 1 mét là cái chỗ cái trũng nước, người đó không có bước đi. Thưa quý vị, hãy đi ngang con đường đó là từ chỗ điểm khởi hành cho đến cái đích mục đích là 100 mét, thì dầu cho người đó có phóng qua cái trũng nước 1 mét đó cũng vẫn gọi là đi qua 1 mét. Nhưng mà 100 mét mà người kia đi đó, thì người ta bước đi, người ta dẫm đạp lên trên cái bi phiến đá hay là cái thảm cỏ ở chỗ trũng nước người ta đi, giống như là người phải trải qua cái thiền định gọi là Appana Samadhi đó. Còn có người thì họ không cần, có vị họ không cần đi qua Appana Samadhi, họ chỉ cần đạt đến Khanika Samadhi bằng Upachara Samadhi là cận định, là họ có thể chứng làm nền tảng cho chứng đắc được đạo quả rồi. Cho nên ở đây đó, dòng một vị câu phần giải thoát, hay là chỉ đạt đến cái tâm giải thoát, tuệ giải thoát thôi, nhưng mà cái vị đạo đến tự giải thoát họ cũng phải trải qua 7 tịnh, trong đó tịnh tâm là chỉ lấy cận định làm nền mà thôi. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giáo đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trên cũng chưa tập thời siêu à, tránh chưa tập thời siêu đi nghỉ à, thưa quý Phật tử còn vài giây phút sau cùng chúng tôi xin được chia sẻ thêm một vài điểm liên quan đến bài kinh hôm nay. Như chúng ta đọc vào bài kinh có cái tựa đề là kinh Trạm Sen. Ở trong kinh Trạm Sen này, tôn giả Buddha đã dùng cái thí dụ là vua Vasinadi đi từ Xá Vệ đến Saketa, trên đường đi có 700 sen.
mỗi một trạm xe là một điểm đến và cũng là một điểm khởi hành hay điểm xuất phát, tức là đến rồi bỏ, đến đó rồi bỏ lại sau lưng. Với việc kinh trọng xa thì tôn giả cho biết rằng sự tu tập có nhiều giai đoạn, và ngày nay ở trong tiếng Việt ta thường gọi là công đoạn. Hồi xưa từ giai đoạn bị gọi là công đoạn. Thì ở trong những giai đoạn này nó có cái tính cách là cần được đạt đến và cũng cần phải bỏ lại. Nhưng mà chúng ta thường có cái thái độ là một là chúng ta không đạt đến tại vì chúng ta đánh giá quá thấp, hoặc giả là chúng ta nghĩ rằng nó không có lâu dài. Hai là chúng ta không thể bỏ lại bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình quá khổ công để đạt được, không nên bỏ lại. Thì thưa quý vị, điểm chính mà chúng ta nói tại đây đó là khi tu tập và cũng như trong cuộc sống, chúng ta cần hiểu cái tính cách tạm thời, cái tính cách giai đoạn của cuộc hành trình. Nhưng mà hiểu như vậy đồng nghĩa là chúng ta cũng phải có đủ sự tha thiết để đạt đến. Lấy ví dụ là một người nói là trạm thứ ba tôi không cần đến tại vì cái trạm đó nó chỉ đến có một đổi rồi đi thôi. Đồng ý là nó không có vĩnh viễn, nhưng mình rất cần để đạt đến. Tại vì không có trạm thứ ba thì không có trạm thứ tư. Cũng như người ta nói rằng chúng ta đi đâu mình chỉ quan trọng là chỗ đến, nhưng mà chúng ta cũng quan trọng cái bước đầu tiên. Tất cả hành trình đều bắt đầu từ cái bước đầu tiên hết, và phải trải qua những bước đầu tiên, bước tiếp theo thì chúng ta mới đạt đến cái bước cuối cùng. Thưa quý vị, riêng về cái mục đích cuối cùng thì chúng ta có nghe trong bài kinh này dùng chữ vô thủ trước bát niết bàn. Đây là một cụm từ có tác cách hơi chuyên môn, nhưng mà trong Phật học thì rất là quan trọng là chúng ta hoàn thành cuộc hành trình, và sự hoàn thành đó là một kết quả tự nhiên sau khi chúng ta đã đi qua tất cả những giai đoạn. Và nếu với một người mà nghĩ về cái đích điểm cuối cùng, cái cứu cánh mà nó mang cái tính cách là ngã chấp, ngã kiến, như trong cái kinh mà chúng ta gọi là kinh căn bản pháp môn đó, Đức Phật dạy rằng những điều đó đối chiếu với tự ngã. Thì thưa quý vị, chúng ta khó thể đạt được. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình tu tập là để đoạn trừ phiền não, nhưng bao giờ chúng ta cũng giữ trong lòng ý nghĩ rằng tôi phải tốt, tôi phải làm việc đẹp hơn người khác, tốt hơn người khác, cao quý hơn người khác. Thì thứ vì cái tôi đó, cái ta đó, nó vẫn đặt chúng ta vào trong một cái vị thế là đặt nặng về cái bản ngã của mình. Đức Phật kể dạy trong kinh Căn Bản Pháp Môn đó, là kẻ vô văn phàm phu thì lấy tự ngã đối chiếu với niết bàn, thấy tự ngã trong niết bàn. Nhưng mà bậc thánh hữu học, bậc thánh vô học thì không thấy như vậy. Đây là một điểm hết sức là tế nhị ở trong cuộc sống của chúng ta. Bao giờ một cái mục đích nào thì nó đều cần có cái tôi và cái ta gắn liền. Một cái câu chuyện mà có thể hơi khôi hài, nhưng mà có nói lên phần nào về điểm này.
là có ba người quyết định là họ sẽ sống một tuần lễ ở trong sự im lặng. Sau hai ngày thì có một người không chịu được nổi nữa mới lên tiếng như là một lời than là một ngày im lặng quá, thật dài quá. Thì cái người thứ hai mới nhắc người thứ nhất là bạn đã cùng nhau hứa là im lặng, bạn không nên nói. Thì quý vị, như vậy là người thứ nhất đã nói rồi, người thứ hai nói. Thì tới người thứ ba lên tiếng rằng rốt cuộc chỉ có mình tôi giữ im lặng thôi, tại vì hai người khác lên tiếng. Nhưng cái người thứ ba nói rốt cuộc tôi giữ im lặng thì người thứ ba cũng nói. Ở trong cuộc đời này, quý vị, chúng ta luôn luôn là đem cái tôi, cái ta vào ở trong mọi cái ngõ ngách. Và chúng ta khó tưởng tượng là có một cái điểm đến, có một cái cứu cánh, có một sự thành tựu mà không có cái tôi, cái ta. Tôi đạt được, tôi là như vậy, tôi là thế kia. Chúng tôi thấy có rất nhiều trường hợp là có những người là phước ấy, họ muốn được ghi cái tên của họ là ông Nguyễn Văn A và Nguyễn Thị B, là thí chủ là phước như vậy. Cũng có những người là phước mà họ không muốn ai nêu lên cái tên của mình. Thì thỉnh thoảng người đã tuyên bố một cách rất hãnh diện rằng tôi là người là phước mà không giờ cầu danh, tôi là người là phước mà không giờ biết cần ai biết tới mình hết. Nhưng mà thật sự thứ thì ở trong cái tâm thức của mình đó vẫn có một cái mãi may rất là tế nhị, là mình là người không cầu danh, mình là người thế này, mình là người thế kia. Vì vậy đôi khi họ cúng một cái gì đó mà có người lên tiếng là hôm nay ông Nguyễn Văn A đã cúng dường cái đó, thì người này lần lần chạy lên tới rằng không không, đừng có nêu tên tôi, tại vì tôi không thích như vậy. Thì thưa quý vị, thật ra thì một cái người mà muốn nêu tên và một người cực lực để chống lại cái việc nêu tên thì cả hai người đều liên hệ đến bản ngã hết. Đây là điểm rất là tế nhị. Một cái người không đặt nặng về việc đó, dù cho người ta không nêu tên hay là người ta nêu tên cũng không là vấn đề. Thì điểm này hơi khó hiểu một chút. Tại sao vậy? Tại vì người này đã vượt qua vấn đề là người ta nêu tên hay ta không nêu tên. Cũng như chúng ta nói một điểm là một người ăn cái gì đó phải cao lương mỹ vị, phải có chén bát đũa muỗng sang trọng thì mới hài lòng, mới được chịu ăn, thì người đó sống cầu kỳ. Có người khác thì chuộng đời sống giản dị, khi nào người ta dọn đồ ăn lên mà có vẻ hơi thịnh soạn thì lại phản đối. Người ta cho ăn uống cái gì mà có vẻ là tốt đẹp như là chén bát bún đĩa mà cao sang, không, tôi không ăn cái này, lấy cho tôi cái tầm thường. Hay là có những người nhất định là tôi chỉ ăn rau luộc với nước tương thôi, thì trong một buổi tiệc người ta phải đi tìm rau luộc nước tương cho mình. Thật ra cái dạng gì đó cũng là vấn đề. Cái này cái khó, tại vì sao vậy? Tại vì cả hai nó đều là đòi hỏi hết, đòi hỏi nó phải thế này, đòi hỏi thế kia. Thì cái vô thủ trước á, có nghĩa là không có chấp thủ. Cái thủ trước tham chấp, thủ trước tham chấp. Không có tham chấp là nó phải cao sang hay nó phải giản dị. Nó bình dị thì cũng chấp nhận được, mà cao sang chấp nhận được.
thời Đức Phật còn tại thế có những vị đạo sĩ lõa thể đó, là họ phải chét tro trên người, họ ngồi đó họ phải tìm cái chỗ nào đất đai đất cát bùn xình họ ngồi, chứ họ không ngồi trên chiếu được. Đức Phật khi mà ngài đến hoàng cung, các vị vua như vua Bình Sa Vương hay là vua Ba Tư Nạc cúng dường Đức Thế Tôn, có nhiều khi sử dụng những cái đồ bút cơm mức thức ăn rất là sang trọng, thì đặt vào trong bình bát Đức Phật cài vật thọ dụng. Và có những khi Đức Phật ngài đi khất thực, ngài nhận thức ăn từ một cái người Tủ Đà La rất là bình thường thì ngài vẫn ăn. Bởi Đức Phật ngài không có đòi hỏi rằng tất cả bữa ăn của ngài nó đều phải vô cùng bình dị, hay là tất cả những bữa ăn của ngài phải vô cùng thịnh soạn. Cái đó không có trong tâm của Đức Phật. Thì ở đây cái chữ vô thượng trước Đức Bàn hơi khó hiểu, nhưng mà chúng ta nên biết rằng trong tất cả mỗi người chúng ta, nếu làm việc, nếu sống mà đạt đến một cái tâm trạng là tùy duyên, ở hoàn cảnh nào sống hợp với hoàn cảnh đó, không làm phiền cho người, không làm phiền cho mình, không đòi hỏi là mình phải thế này, mình phải thế kia, thì chúng ta có thể dùng cái chúng ta tạm hiểu là vị đó chỉ thấy những gì cần làm thì làm, nhưng mà không có đặt vấn đề rằng tôi phải chứng như thế này, tôi phải đạt thế kia, gọi là vô thượng trước Đức Phật. Thì cái đó hơi khó hiểu, nhưng mà nó cho chúng ta những ý nghĩa rất là quan trọng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng thú thật mà nói đó, là bài kinh hôm nay là một bài kinh rất quan trọng, nói về thất tịnh. Nhưng mà trọn cả buổi học đó thì chúng ta không có đào sâu vào thất tịnh nhiều ở trong bài giảng như tới luôn. Quý vị nào mà muốn biết thêm thì nên đọc vào Thanh Tịnh Đạo và đọc kỹ lên bài kinh, nhất là ý nghĩa của thất tịnh chúng ta rất cần. Đây là một đề tài lớn mà nếu mỗi một ngày chúng ta học một phần như là giới tịnh, tâm tịnh, tri kiến thanh tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo tri kiến tịnh, đạo phi đạo phi tri kiến tịnh, vân vân, thì mỗi một ngày một bài chúng ta cũng học, mỗi một pháp học một bài cũng chưa chắc là chúng ta học hết, đừng nói chi một ngày mà chúng ta học qua 7 bài. Nhưng một cái yếu tính của bài kinh ngày hôm nay là nhắc rằng có những cái bước đi chỉ là giai đoạn, và cái giai đoạn đó không là cứu cánh. Cứu cánh nó khác với giai đoạn, và đa số chúng ta lầm lẫn của những trạm xe đối với cứu cánh. Trạm xe và điểm đến cuối cùng, chúng ta lầm lẫn giữa cái giai đoạn và cái cứu cánh viên mãn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Đa Ma, kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong đề thuyết giảng định lý quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nguyễn Thông xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con chính kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn chư đại chúng đã lắng nghe, đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị đạo hữu luôn an lạc, cát tường trong chánh pháp nhiệm màu Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp,
Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Giá. Xin nhờ cô Nhật Quỳnh hay là cô Lăng Nhà Nguyệt mở kinh cuối bản học. Xin cảm ơn. Yeah.